Vâng, cơn bão số 1 đã đi qua, nhưng hậu quả của nó gây ra là rất nặng nề, vượt qua mọi dự đoán ban đầu. Sau đây là phần thông tin tổng hợp thiệt hại từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Bão số 1 với hướng di chuyển phức tạp và cường độ mạnh đã làm 5 người chết, Hà Giang 2 người, Hà Nội, Hà Nam, Lào Cai mỗi địa phương 1 người. Hiện vẫn còn 3 trường hợp mất tích ở Yên Bái, Hà Giang, Thanh Hóa. Gió mạnh làm đổ cây, sập nhà cũng khiến 21 người bị thương. Thiệt hại về tài sản cũng rất lớn. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thống kê có 88 nhà bị sập đổ hoàn toàn, hơn 30.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, 5.600 nhà bị ngập nước. 91 tàu thuyền bị chìm hư hỏng tại khu vực cửa sông. Riêng Thái Bình có 54 tàu thuyền nhỏ bị chìm đắm, 17 thuyền bị va đập mắc cạn. Về nông nghiệp, lúa bị ngập úng hơn 200.000 ha, rau màu bị hư hại khoảng 27.100 ha, cây trồng lâu năm hàng năm và cây ăn quả bị gãy đổ, giảm năng suất là gần 15.000 ha, cây xanh bị đổ gãy là 60.000 cây. Về thủy sản có khoảng 8.700 ha và gần 13.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Ngành điện và giao thông cũng chịu thiệt hại khá lớn khi có đến 16.800 cột điện đổ gãy, sạt lở đê trên 1 km, 13.000 mét khối đất đá bị sạt lở, tổng thiệt hại ước tính 3.428 tỷ đồng.